สายสะอาดนะนี่กินแต่เวมีนน่ะมีมวยให้ทีนี่อ๋อน้องสมาธิหายโยผมบ่ได้หายโยบานติดตัวไหนละไกยเออนะนี่แดบไหนเราละไกยอยู่กินทักไอ้หมดเท่ามันสนิทสมาวันได้กินทักเรากินทักหรือเรากินทักคนนี้ก็เต้นแล้วเราตบใบเนาะนี่ตาสมาร์ทซีจิ๊กนี่ตกซีรวนจิ๊กไงตาคือในวิกิ้งนะอังนี่กิ้งนะอังคือไก่นู้นวิยังย้อเลยฮะตามันนึงชับท้องตาปนสนามนึงสมาร์ทซีไปตุกไอ้คลายมาพุ่งตุกตามาแต่มือถือรวนจิ้งนั่งดอกไอ้เจ้าเนาะอันนั้นเวียวิซีจุกโก้ตาวิซีจังเวียอาดาวนั่งเวียการจึงเอื้อแต่ยืดตุกยูไอ้ฉลองเฮ้ยมวยนี่มาโอ้ยอันนะส้มปังอันนี้ส้มปังนะฮะส้มไอ้อาจมีนแก้วไว้นะแน่แก้วนี่ปรับตามส้มปังไอ้ฮะส้มไอ้ส้มไอ้ส้มน้ำปังไอ้โอ้อาจแผลอาจอาจมีนส้มไอ้นะคือก่อนจองเอาส้มปังไงเอาส้มปังไงเอาส้มปังไงอ๋อซาลาบายไอ้ตายมดตามเรียนไงตุกเรียนไงเรียนเลยนะก้อยว่าตุกเรียนหาไอ้ตุกเรียนเฮ้ยอันนี้เรียนลอยไอ้ติดไฟอันจืดฮะไอ้ลูกว่าจับแฝงฟอนเฮ้ยโยบายให้โยมฟังโยบังวะฟังได้ชอบจังเลยบอกเสียอยู่ร่วมเพลงฟังกันอักกะอักกุนตาคุณโยนฟังได้กุนตาไม่ต่างเลยเขากุนตาให้โยมฟังให้โยบายฟังอันนี้ไหมฮะโยนฟังนะส้มปังเฮ้ยเฮ้ยโยนไฮเฮ้ยโยนกะเจนนะโอ้ยไฮไหมมันก็เจสซี่ไอ้มาติ้งนะติ้งไฮมาโอ้ยปังอัดโยนวันหมี่เหรอคุณตาตาบ้านจุดก้อยเออวันไอ้เตี้ยใส่โย่เฮ้ยวันวันนี้อาคือก้อนเดียววันคือวันไอ้โย่เฮ้ยหมอวันไอ้เตี้ยน้องขาดตะกันตาตาหงลุ่มตอกลุ่ยตาส่งส่งไปตะใจจ้าเจอบ้านตะเหมือนใจนะโย่โย่ตะสล้อช่างอันจ้ะสล้อหมูผัดไทยHọc online hả? Con học online hả? Dạ. Học lớp mấy rồi con lớp mấy? 1. Lớp 1 mà học online nữa hả? 1A. Quá dữ. Trời ơi, nó học online mà nó uống cái gì kìa? Nó uống cà phê đá. Uống trà út 247. Nó uống cà phê đá 247 nữa kìa trời. Uống trà út.Út, bà út bút sắc bút, bà út bút sắc bút. Wow, quá giỏi. Y chi, viên chi, bút chi. Bút chi. Bán về chai có tiền rồi nha. Bán về chai có tiền rồi. Mai mốt ra lấy cơm tôi trả tiền nha. Chai sẽ ra về. Chai sẽ trả rồi.
Bà nó bán ve chai là bà nó có tiền á, mai mốt lấy cơm rồi đem tiền ra trả tôi nghe chưa? Vô cặn không ra rồi đấy. Vô bãi, vô bãi vô bắn á, son cá đó. 49 mũ 7.000 nữa 56. À cuốn đi gì? Chà chà, một cái ta phần ấy. Mắn, một bây. Ta học mắn. Bây buồn nè. Giờ đi đâu cũng thấy rác khẩu trang đấy. Ăn miếng kẹo ấy, miếng thật bay. Đây là bông tiết, đường hai cháo. Lấy miếng thật bay ấy, kẹo. Bây giờ có răng, cái này nhỏ này có răng rồi, có răng rồi. Rồi, nó vậy là nó biết ăn cơm rồi đó. Hả, lấy cơm cho nó không? Thôi, chút xíu ăn, nó ăn cháo rồi ăn rồi. Nó ăn cháo hả? Nhưng có nói giùm tao cơ mày. Bây giờ đứa nào lấy cơm? Lấy cái gì? Em quý anh lấy con cá hàng ăn hai đứa. Ăn cơm chén, chén, chén con nè. Bài mở hôm qua nè. Bài lên chân anh học bài mở. Wow, bài mở là muôn trả. Ê, cá sơ sơ. Cá nhé. Bài ảnh muôn trả mấy. Dễ ạp mấy. Bài ảnh muôn trả luôn. Bài ảnh muôn trả luôn. Bài ảnh muôn trả luôn. Bài ảnh miếng bột tía ấy. Mở vô mở. Miếng ơi trả. Muôn trả mấy. Bài mở, bài mở gì. Mập mập mấy. Ăn cơm. Ăn cơm. Vô em hộp. Bay à? Dạ. Cho con bay vô. Dạ. Vô bay ra. Tôi mới xảy thì anh nấu ăn cơm rồi mà. Người tên á? Người tên á? Xảy xa anh nè. Té với miến á, miến mười hai viên này. Hãy vô phần mới này, vô ba anh tiết. Dạ, người đẹp này nha, người đẹp. Thôi nào, nên mưa mấy bà. Đây là một cô bé rất là xinh. Cô bé rất là xinh này nha. Em con hay là sao? Em con, em gái. Con phải em con sải phi. Con của người ta. Con sải phi. Không phải em có nói em nhà kia. Cái này em gỗ của con. Em gỗ. Cái này em gỗ. Còn em nào em gan đâu. Em gỗ. Em gan. Em bé. Có đứa nào tên. Em gan chưa lỡ đó. Em bé có răng rồi. Có răng ở trên có 4 cái rồi. Ăn cơm. Cơm hả? Thôi nha. Xin cơm tôi nghe ông nói cam. Rồi. Thịt kẹo hả? Phương mấy bụi hết rồi vô bài cỏ mới mà vô này tiếp. Mọt rốt ta thuộc lụt mà tạc tình hả? Ăn miếng kẹo đi. Phục ai vẫn trông ta vẫn rồi ta mà ăn xong phục. Cơm ai muối. Cơm. Con ta. Vô ai dê muối ấy. Nè vô ai dê ta ấy mở bà hào ấy mở à. Nè. Ba nè. Hôm nay chở anh 5 phần 1 từ thiện của nhóm cô Thu Ba. Nhóm cô nói là tôi gọi là nhóm cô Thu Ba là tại vì hồi cô Thu Ba còn sống là cô Thu Ba đem quà lên cho tôi để tôi phát lại cho bà con nghèo ở trong mấy cái xóm nghèo
À, thế hôm nay á, à, là quà này là của cô Thu Anh, một phần quà được 5 ký vải, à, 2 chai nước tương, 10 cái trứng vịt. Còn cái này á, là cái bịch đường. Bịch đường này là của nhà trọ Vĩnh Phước. À, nhà trọ Vĩnh Phước hùng vô để gửi cho bà con nghèo. À, đó, thì nhắc lại là phần quà hôm nay á, là 5 ký gạo, 2 chai nước tương, 1 ký đường với 10 cái trứng hồng vịt. Bây giờ tôi đem 5 phần này đi xuống đi cho mấy hộ ở dưới kinh, ở trên bờ kinh Sình Ư. Tôi có quen mấy hộ nghèo ở trong đó, à, lâu lắm là không có đi xuống đó, thì hôm nay mang xuống đó cho mấy hộ ở đó. Rồi giờ gạo mà gạo của nhóm cô Thu Ba còn mà nè, ở đây là còn 100 mấy, giờ chở 50 ký thì cho trước. Năm chục ký với mấy cái phần mà này cho được 5 hận, rồi cho 5 hận với ở dưới kinh Sình Ư. Sình Ư thì thuộc con hận ở giáp ranh với Châu Lăng này, đó là thuộc tỉnh Biên. Mỗi người đi tháng thì được có 5 phần, và 5 phần này cũng khi nào mình rảnh mình mới đem đi, chứ sáng mình đi phát cơm hết cả ngày.